Trong video hôm nay, kênh YouTube Gia Huy 93 sẽ hướng dẫn cho các khán giả đang xem kênh YouTube của em cái cách chỉnh màn hình điện thoại Oppo sao cho đẹp. Thì chiếc điện thoại Oppo của anh chị thì hiện tại là nó có cái hình mặc định, thì em không biết là mỗi cái điện thoại nó có cái mặc định nào đó thì em không rành. Nhưng mà anh chị muốn cài đặt hình nền và chỉnh sửa những cái bố cục màn hình trên chiếc điện thoại Oppo sao cho đẹp thì anh chị có thể làm như sau. Thì cái thanh công cụ Google tìm kiếm này nè, thường á thì anh chị sẽ đưa nó lên trên cao đấy. Còn nếu như mà nó lỡ nó mất luôn thì anh chị muốn lấy nó ra ngoài thì rất là dễ, anh chị chỉ cần nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình đấy. Anh chị lưu ý nhấn giữ cái khoảng trống của màn hình cho nó ra những cái biểu tượng như thế này, và anh chị kéo qua, sau đó anh chị bấm vào tiện ích. Đây, ở đây nó xuất hiện cái dòng tiện ích, anh chị tích vào cái chữ tiện ích như thế này, mình tiến hành tích vào và mình vuốt lên, mình tìm cái chữ Google. Đây, nó xuất hiện Google. Đây, em bấm nhầm nên nó văng ra. Mình tìm cái chữ Google, thì khi mà mình nó xuất hiện cái chữ Google thì nó sẽ ra cái thanh tìm kiếm và mình tiến hành mình tích giữ nó và mình lôi nó ra ngoài. Đấy, chỉ có thế thôi là nó lại ra ngoài màn hình nó nằm. Và cái thứ hai, em chỉ anh chị thay đổi cái hình nền rất là đơn giản và cực kỳ nhanh luôn. Thì cái hình nền ví dụ như á, anh chị xài điện thoại mà anh chị muốn cho nó đỡ nhàm chán thì cứ vài ba hôm anh chị đổi một cái hình nền. Cái này là em nói thật. Nếu như mà anh chị không tin, anh chị có thể thử thao tác như lời em nói xem. Nghĩa là cứ 2-3 hôm anh chị đổi một cái hình nền, 2-3 hôm anh chị đổi một cái hình nền. Để chi? Để anh chị cảm giác cái điện thoại mình nó mới, mới lạ. Hoặc là anh chị cảm giác là có sự thay đổi trên chiếc điện thoại của mình. Ví dụ như bây giờ cái hình nền này ngày nào anh chị ngồi, anh chị xài, anh chị cũng thấy chán. Anh chị nè, anh chị thay đổi hình nền nè, tích giữ vào khoảng trống nè. Sau đó anh chị bấm chọn hình nền. Hình nền tĩnh và hình nền động là gì? Hình nền tĩnh là hình nền đứng im, còn hình nền động là cái hình nền nó động y như là giống như nước chảy vậy, kiểu như xe chạy kiểu vậy, gọi là động, chỉ có vậy thôi. Và em nói nôm na cho anh chị dễ hiểu. Thì ví dụ như giờ em chọn hình nền động đi. Đấy, và em lựa một cái hình nào đó cho nó động động. Chẳng hạn như cái hình này chẳng hạn. Đó, anh chị thấy nó động không? Trên màn hình đang di chuyển. Và anh chị bấm trở về, nó rất là lẹ. Đấy, và nó không hao pin. Cái hình nền nào mà do hãng nó tự động, nó cài đặt vào bên trong cái phần mềm mặc định của máy thì nó không hao pin. Anh chị nhìn thấy nó gợn sóng rất là đẹp. Này, mỗi lần anh chị vuốt qua là thấy nó đẹp. Và anh chị lau cái thanh công cụ chụp ảnh, chụp ảnh quay phim xuống dưới cùng cho dễ sử dụng. Và những cái gì anh chị không xài, anh chị đem giấu vào trong. Anh chị lưu ý điều này giúp em. Những cái ứng dụng nào anh chị hay xài, anh chị lôi ra ngoài. Ví dụ như Zing MP3, Zalo nè. Đấy. Và anh chị lôi những cái thư mục này. Đây là những cái thư mục. Thư mục là gì? Thư mục là nó chứa những cái ứng dụng nhỏ ở bên trong, gọi là cái thư mục. Đấy. Nó chứa ứng dụng nhỏ bên trong. Cái này tại vì em chưa kết nối mạng nên nó chưa hiện lên. Và cái chiếc máy này là chiếc máy mới. Em bóc trong hộp ra. Em quay video cho anh chị xem. Thì mình lôi cái này lên trên cùng. Anh chị lưu ý, lau nó lên trên cùng. Mình không xài mà, mình lau nó lên trên cùng. Và cái nào ít xài, đem giấu nó vào. Và cái gì không xài, thì xóa nó đi. Anh chị lưu ý nha. Cái nào ít xài, thì đem giấu nó vào. Cái nào hay xài, thì lôi nó ra. Còn cái nào không xài, thì nên xóa nó đi. Đừng để nặng máy. Anh chị cứ bấm gỡ cài đặt thoải mái. Xóa được, thì tải lại được. Đấy. Gỡ hết, cái nào mà anh chị không biết cái gì anh chị cứ gỡ thoải mái cho em, không có sao cả. Còn cái nào mà anh chị xài thì anh chị để lại xài. Đấy, mà những cái nào không xài thì nên giấu nó đi. Anh chị lưu ý. Và cái nào mà hay xài nhất, anh chị ship thành một hàng. Đây. Cái nào hay xài nhất anh chị ship thành một hàng này cho em. Trình quản lý tiệp này em giấu nó luôn. Lazada. Những người lớn tuổi, kênh YouTube em đa số là những người lớn tuổi, ít khi nào mua hàng trên Lazada, xóa luôn. Còn nếu mà anh chị bạn trẻ nào mà hay mua
thì chưa lại. Đấy, sau đó anh chị sắp xếp này, kéo lên. Thì anh chị mất khoảng 1-2 phút để làm cái việc sắp xếp như thế này thôi. Rất là gọn gàng. Và rất là đẹp luôn. Và còn cái hay nữa, chỉ cho anh chị luôn. Nếu như anh chị không ưng sắp xếp theo cái bố cục này, hiện tại là nó hiện được 6 hàng. Thì đây một hàng nè, hai hàng, ba hàng, bốn hàng. Ví dụ như em đây nè, 5 hàng nè, 6 hàng. Tổng cộng nó hiện được 6 hàng và nó còn một cái hàng nhỏ dưới nữa. Nếu như anh chị không thích cái bố cục mà nó quá dài như thế này, nó sẽ chia nhỏ 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 ra và nó làm cho anh chị gói mắt nếu như mà anh chị rất là nhiều ứng dụng. Thì anh chị làm như sau, anh chị chỉ cần nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình, sau đó anh chị chọn một cái chỗ bố cục, và trong quá trình quay video anh chị có thể không thấy được cái chữ bố cục, nhưng anh chị nghe em nói đây, em nói lại, anh chị lấy tay nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình, sau đó anh chị lấy tay bấm chọn vào cái dòng bố cục ở dưới, thì bố cục nó sẽ xuất hiện ra hai mục ở dưới cùng. Mục một á là cột, mục một là hàng. Thì cột 4, 4 cột có nghĩa là 1 2 3 4, thì mặc định nó 4 cột, còn hàng là 6, là 1 2 3 4 5 6. Hàng là từ trên xuống dưới. Còn cột là từ là nó nằm ngang. Anh chị lưu ý. Thì em cho anh chị xem. Đây em chọn vào bố cục nè. Thì cái chỗ cột này nè, cái chỗ cột này thì 4, mặc định cho nó 4 nó mới đẹp. Còn hàng thì em cho nó 5 thôi. Lúc này những cái icon này nó sẽ phóng xa ra và làm cho những người lớn tuổi sẽ dễ nhìn hơn và dễ phát hiện cái ứng dụng khi mà mình sử dụng hơn. Đấy. Bây giờ anh chị thấy nó thưa ra không? Nó thưa ra nhìn rất là dễ sử dụng. Còn nếu như cái nền này mà anh chị thấy tối quá thì anh chị nhấn vào khoảng trống nè, bấm vào một hình nền. Sau đó chọn hình nền động, chọn hình động cho nó lạ. Sau đó anh chị chọn một cái hình nền nào mà sáng lên, sáng mà hợp với cái mắt của anh chị thì anh chị chọn. Đấy. Ví dụ như em chọn cái hình bầu trời có mây. Anh chị thấy mây nó đang bay bay ở trong cái màn hình không? Rất là đẹp. Và nếu như mà ai mà đang có cái ý định mà nhàm chán chiếc điện thoại của mình mà vẫn tiếc tiền, tài chính khó khăn, chưa muốn đổi, thì anh chị làm cách này, anh chị sẽ đỡ thấy nhàm chán hơn. Đấy nè, anh chị lôi vô những cái ứng dụng ít xài, anh chị cứ lôi, anh chị cắt vô. Và máy ảnh thì anh chị luôn luôn để dưới, là nhớ ở dưới bật ra cái xài luôn. Và Facebook nè, anh chị lưu ý nha, Facebook, Messenger, Zalo, TikTok để hàng ngang. Đấy. Zing MP3 anh chị nghe thì nghe, không nghe thì xóa nó đi hoặc là ẩn nó vô một ảnh. Một ảnh anh chị có thể lôi xuống luôn ở dưới đây. Ở dưới đây là cuộc gọi nè. Cuộc gọi thì nó có danh bạ luôn rồi, không cần lôi danh bạ xuống đây. Cuộc gọi nè, rồi tin nhắn nè, rồi ở đây là ảnh nè, và ở đây là camera. Vì sao anh chị chụp camera này, ví dụ như mình chụp đấy, cái sau đó mình thò tay ngay cái này mình mở ra mình xem luôn, nó rất là tiện, nó rất là tiện cho anh chị luôn. Và cái cách này là cái cách rất là dễ sử dụng khi mà mình có một chiếc điện thoại. Đấy thì mình sắp xếp sao thì tùy ý mình. Và những cái thư mục, đây là những cái thư mục nè, anh chị xếp một hàng ngang, ba cái thư mục nằm gần nhau làm cho mình dễ nhận diện. Đồng hồ mình đem lên. Đấy, nhạc với video, nhạc là mình tải vô máy đó. Video là mình quay video xong mình vô mình coi, hoặc là mình vô một ảnh này mình coi coi video cũng được, tùy. Zing MP3 với nhạc nằm chung. Anh chị làm như thế này để làm gì? Cho nó dễ nhận diện. Rất là nhiều khách hàng mang chiếc điện thoại vô cửa hàng em. Ôi chao ơi, em nói mấy cái trang trống nè. Em nói mấy cái trang trống này vô số nhiều luôn. Cứ mỗi chỗ một mục, mỗi chỗ một mục. Có khi kêu em chỉnh. Có khi kêu em chỉnh đó thì nhớ kêu em chỉnh thì em chỉnh, còn không thì nhiều khi em bận quá em đâu có thời gian đâu em chỉnh. Nhưng mà nhờ là em chỉnh. Đấy. Và thêm cái nữa. Bên cái trang như thế này thì cái anh chị hay xài nhất là cái YouTube nó lại giấu vào bên trong.
Anh chị lưu ý cái YouTube này là cái hay xài nhất, là giấu vào bên trong nhưng mình phải lau nó ra ngoài để dễ sử dụng đó. Còn những cái nào mà ít xài giấu nó vô trợ lý nè, giấu vô cửa hàng nè, giấu vô chợ gom, Shopline, YouTube đấy. Anh chị đã thấy mà anh chị xài thì anh chị thường là để 2 ô thôi, không không nên để nhiều, để nhiều khói mắt. Máy tính nè, máy tính mà anh chị có hay mua bán hay tính tiền lôi nó ra đấy, rất là đẹp mắt. Và cái nút này là nút khóa màn hình, mặc định điện thoại Oppo hay cài cho mình sẵn cái nút khóa màn hình lắm. Và mình để hai trang thôi, mình vuốt qua là mình thấy nút khóa màn hình, mình khóa một cái xong rất là dễ dàng. Anh chị thấy không, rất là dễ dàng luôn. Và khóa này, và anh chị vào trong cái chỗ cài đặt, sau đó anh chị bấm vô cái chỗ màn hình chính, màn hình khóa và màn hình chờ. Đây, màn hình chính, màn hình khóa và màn hình chờ, anh chị bấm vào đây. Sau đó anh chị vuốt lên. Anh chị vuốt lên ở cái chỗ mà mục màn hình khóa này. Ở đây nó có cái chữ là chạm 2 lần để bật màn hình, anh chị tích lên. Đó. Thì bây giờ anh chị khóa vô này, anh chị gõ 2 lần làm màn hình nó sáng lên, không cần sử dụng nút nguồn luôn. Không cần sử dụng cái nút bấm nguồn. Đấy. Anh chị xem rất là tuyệt vời. Khóa nè, chạm nè. Gần như là không động đến cái phím này, mà cái phím này ít bấm thì nó rất là ít chai phím. Và cái khả năng mà đi bảo trì, cái khả năng đi bảo trì cái phím đó là không có luôn. Anh chị cứ yên tâm. Và cái cách mà em chỉ cho anh chị á, đây, tắt nè, mở, bật nè. Cái cách mà em chỉ cho anh chị như thế này, anh chị xài không biết khi nào mà cái phím này nó mới hư. Tại vì mình có xài đâu mà hư. Đấy, và anh chị vô trong những cái thư mục này, anh chị xem cái nào hay xài, thì anh chị lôi nó ra. Ví dụ như cái Google Maps mà nhiều người hay sử dụng để dò tìm bản đồ, thì mình nên lôi nó ra ngoài. Đây, rất là nhiều. Trình quản lý, trình ghi âm này, mình có thể lôi cái chương trình ghi âm này ra. Mình sắp xếp sao cho nó thấy nó hài hòa là được. Và nếu như anh chị muốn đẹp thì anh chị đem thêm một hai phím ra đây nữa, hoặc là anh chị có một hai ba cái ứng dụng ngân hàng, camera nhà thì anh chị sắp xếp ra. Ví dụ như giờ Google tin tức này, mình hay đọc báo vào, mình lôi nó ra. Và mình hay xóa rác trên điện thoại Apple thì mình lôi nó ra. Đây. Và mình kiếm một cái mục nữa để mình lôi ra. Ví dụ như la bàn đi. La bàn là xác định hướng. Đấy. Mình sắp xếp vậy là đẹp rồi. Còn tới đây mà mình giấu cái mục lịch luôn. Và mình đem mục mới lên đây. Đấy, là đẹp rồi. Ở đây ví dụ như cái máy anh chị có cài vài cái app ngân hàng ở đây, hoặc là ở đây cả có cài thêm vài cái app camera nhà nữa, là 2 ô vậy là đẹp rồi. Tối đa là 3 ô. Đấy, tối đa là ba trang. Đây anh chị lưu ý, tối đa là 3 trang, 1 trang, 2 trang. Đây nè, 1 trang nè, 2 trang nè, và tối đa là đây 1 trang nữa là thôi. Anh chị đừng cài nhiều, nó gói lắm. Và đây là cái video chia sẻ cái cách bố trí màn hình cho anh chị dễ sử dụng, kèm với đó là thay đổi hình nền cho anh chị đỡ nhàm chán chiếc điện thoại của mình cầm trên tay hàng ngày, kèm với đó là cái tính năng đây khóa màn hình, mở bật tắt màn hình không cần bấm phím nguồn, rất là đơn giản. Anh chị nếu thấy hay thì bấm like và share video này giúp em. Em xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.